Với số lượng hàng lớn, giá trị hàng hóa lên tới hàng tỷ đồng, làm thế nào để quản lý công nợ nhà cung cấp, công nợ khách hàng một cách chính xác nhất? Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của chị Song Bình, chủ công ty cổ phần xây dựng Trương Dương khi sử dụng phần mềm Kiosk Việt nhé! Hàng ngày thì bên công ty cũng nhập khối lượng hàng cũng rất là lớn, mỗi xe hàng trung bình từ 2 đến 300 triệu. Nếu mà không có phần mềm hỗ trợ thì bên mình cũng gặp rất là nhiều khó khăn về những cái đặc thù về hàng hóa lặt vặt, rồi là cồng kềnh và vất vả nặng nhọc, thì những cái số lượng hàng mình đã được kiểm soát nhất định, nên là cái lượng xe hàng về hàng ngày mặc dù là cũng vài trăm triệu một ngày thì mình cũng thấy là được hỗ trợ rất là nhiều. Tức là phần mềm mới thì có cho mình được cái online liên tục 24/24, mình có thể phục vụ khách hàng từ việc xuất hàng hóa, mình kiểm soát được hàng tồn kho, và thậm chí ngoài giờ làm việc mình vẫn có thể phục vụ được khách hàng bất kỳ lúc nào. Cho nên là mình thấy là cái phần mềm cũ là không đáp ứng được cái đó. Kiosk Việt đã giúp cho mình quản lý được cái khối lượng khách hàng rất là lớn, và số lượng hàng cho từng khách hàng cũng rất là chuẩn xác. Mặc dù cái khối lượng khách hàng cũng khá lớn, phần mềm cũng đã giúp cho mình phân biệt được những cái khách hàng lớn và những cái khách hàng trung bình, khách hàng vừa và nhỏ, đặc biệt là để cho mình có những cái chính sách riêng cho những một số những khách hàng VIP, và mình có thể dễ dàng tìm kiếm được những khách hàng lớn của mình trong danh sách khách hàng, và bất kỳ lúc nào mình cũng có thể kiểm soát được điều đó. Đó là nhờ phần mềm Kiosk Việt cũng giúp mình. Trong cái thời gian mà mình bận rộn, hay là bất kỳ những cái thời gian mà mình không có thể ở văn phòng, mình cũng có thể quản lý chi tiết được từ hàng hóa cho đến đơn hàng xuất ra. Bất kỳ thời điểm nào, phần mềm Kiosk Việt cũng có thể giúp mình phục vụ được khách hàng từ những cái đơn hàng nhỏ nhất đến những cái đơn hàng lớn. Và những cái tình huống online cũng kịp thời để cho chị không bị nhiễu các công việc mà chị đang cần. Quản lý bán hàng dùng Kiosk Việt.